Chúng ta tiếp tục làm phần SQL, chúng ta làm thực hành bài cuối. À, buổi trước thì chúng ta đã có viết store để chúng ta có thể inner join cũng như là group lại. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ làm thêm một phần nữa theo dạng group by, nhưng mà nó lại theo dạng là viết group cơ, group by cơ. Nhưng hôm trước chúng ta là dùng truy vấn con đúng không? Hôm nay chúng ta sẽ sử dụng group by nhé. Chúng ta sẽ mở lại cái store hôm trước. À, chúng ta có câu 4 đúng không? Đây. Đây, mình sẽ chạy thử này nhá. Để lấy cái kết quả ra và chúng ta sẽ viết cùng viết cách khác và cũng ra cái kết quả tương tự như vậy. Đây đúng chưa? À, chúng ta sẽ có ID hồ sơ, tên nhà thầu, ngày nộp, giá chào. Và chúng ta cũng thể viết được cái tương tự như này. Và chúng ta không cần dùng truy vấn con. Thì viết như thế nào? Đúng không? Thì các bạn cứ join hết lại trong chúng ta group nhé. Đây nếu mà về số liệu chúng ta có thể nhìn thẳng ở đây chúng ta xem được nhé. Ta có hồ sơ 1 này. Đấy, chúng ta có chào ID chào giá. Hồ sơ. À, đây là ví dụ mình ghi là ghi nào cho dễ hiểu nhỉ. Đây, hồ sơ 1. Mình hồ sơ 2 này. Giờ thì ta có chào giá thôi, chúng ta có thông tin chào giá. À, cái sản phẩm 1 phải không? Một 100k. Sản phẩm 2 50k. Ở đây bên này nó cũng tương tự như vậy. Đấy, ở đây này nó cũng tương tự như vậy. Nhưng mà giá nó sẽ khác. Đúng chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ group nó lại là chúng ta sẽ lấy toàn bộ thông tin. Hôm trước là chúng ta chỉ lấy cái thông tin ở trên này thôi. Xong chúng ta tính tổng ở đây. Được chưa? Thì hôm nay chúng ta sẽ làm ngược lại là chúng ta sẽ lấy toàn bộ ở đây kèm cả cái này nữa. Thì nếu mà về kết quả select ấy, thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ select hết một bước một. Select toàn bộ dữ liệu. Dạ. Điểm cấp con. Có thằng này là cấp cha này. Đây, thằng này là cấp con này. Được chưa? Thì chúng ta sẽ select hết thì kết quả sẽ như thế này. Sơ 1. Sản phẩm 1 100k đúng không? Sản... Tiếp theo. Sắp đến hồ sơ 2. Đây. Được chưa? Đấy, bước 1 là chúng ta sẽ select nó ra như thế này. Nhá, cái lệnh này thì chúng ta dùng inner join thôi là nó ra đúng không? Theo bước 2 chúng ta chúng ta sẽ group nó lại. Theo những trường. Cái gì giống nhau không mà? Đấy chưa? Cái gì giống nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn những trường đấy. Ở đây thì chúng ta sẽ group theo cái cột này tên hồ sơ này đúng không? Tên hồ sơ. Sơ sản phẩm này. Đây là giá này. Thì cái giá này nó rất khác nhau này. Bây giờ cái giá này thì mỗi thằng một giá thì chúng ta không thể group được đúng không? Cái thằng này thì nó theo sản phẩm. Mà cái mục đích của chúng ta thì đang muốn group theo hồ sơ. Đúng chưa? Thì chúng ta chỉ có một cách duy nhất là group theo cột này thôi. Có cái câu hỏi chúng ta là đang muốn group theo cái gì thì chúng ta lựa chọn cái cột thuộc cái đối tượng đấy. Ở đây mình đang muốn là group theo hồ sơ thì mình sẽ lấy theo tên hồ sơ. Được chưa?
Thậm chí là nếu mà chúng ta có cả ID hồ sơ nữa chẳng hạn, đúng không? Hồ sơ 1 1 2 2 thì chúng ta sẽ group theo hai cột này. Nếu mà sau này nó hỏi là chúng ta group theo sản phẩm nhé, đúng không? Như là sản phẩm kia báo giá bao tổng bao tiền, làm kia là mắc bao tiền, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải group theo cái này. Đấy, tí nữa chúng ta sẽ thực hành với hai cái ví dụ như vậy. Một là group theo hồ sơ là bao nhiêu tổng tiền, đúng không? Tổng tiền hồ sơ là bao tiền. Thứ hai là group theo sản phẩm, tìm ra những sản phẩm có giá cao nhất, đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ group lựa chọn đối tượng. Mình sẽ đi chỉ lấy các trường cái đối tượng đó, cột của đối tượng đó. Chưa? Các cột khác đúng không? Các cột khác có thể bổ sung. Thì có min này, max này, cao này. Nói chung là những cái gì không liên quan đến cái cột của đối tượng đấy, đúng không? Nó không liên quan gì cái chỗ này. Thì nó sẽ có cột min, chúng ta sẽ lấy theo giá, lấy min, lấy max các thứ. Cao này, sum này, AVG này. Đấy, rất nhiều cái, thấy chưa? Thì chúng ta lấy theo dạng như vậy. Và bước 3. Cái này lựa chọn cột xong rồi nhé. Bước 3 để chúng ta có thể quay. Được chưa? Có thể quay theo điều kiện chúng ta mong muốn. À, xin lỗi, chúng ta Heavy nhé. Heavy. Thế là nó giống như que. Đấy chưa? Là lựa đối tượng. Gọi là lựa chọn kết. Lựa chọn dữ liệu để group. Để chưa, thì nó gần như que, cái này gần như que. Bước 4 thì chúng ta có thể là order by rồi đấy. Thì kết quả. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm từng bước một nhé. Được chưa? Ở chỗ này chúng ta đang lấy báo giá đúng không? Đấy, báo giá tất cả hồ sơ chúng ta select như hồ sơ ở đây này, sao con hồ sơ sẽ dựa vào ta có 3 hồ sơ đúng chưa? Bây giờ chúng ta sẽ in nó join với cái báo giá, giá chào hồ sơ mình sẽ viết tắt nhé, hồ sơ chấm id sẽ bằng cái chào giá id hồ sơ. Đây, nhìn thế này các bạn, đây nó giống với cái đầu tiên chưa, giống cái này. Bây giờ mình chỉ select ra những cái trường nào mình cần thôi, đúng không? Nào, select ra cái trường cần nha, hồ sơ chấm id này, hồ sơ chấm ID nhà thầu này. Nhà thầu. Tí nữa chúng ta có thể là lấy theo tên nhà thầu được nhé. Được chưa? Chào giá này. Chấm tên này. Đi. Chúng ta có cái cột gì không? Chủng loại đúng không? Chào giá chấm đơn giá, chào giá chấm tổng tiền. Đấy chưa? Để chúng ta lấy ra được. Còn những cái thông tin này chúng ta thấy là nó thiếu hoặc chúng ta muốn làm rõ nó ra thì chúng ta cứ inner join với những bảng khác thôi nhé. Ví dụ như bảng nhà thầu chẳng hạn thì chúng ta cứ inner join bình thường. Đấy. Nhà thầu.
thầu.2. Đây chúng ta lấy theo cái tên nhà thầu nữa. Được chưa? Còn cái tiên lượng nữa đúng không? Chúng ta biết là cái sản phẩm đấy là gì ấy thì chúng ta cũng lấy thêm nhé. Đấy, chúng ta in do thoải mái. In do với cái tiên lượng. Bằng cái trả giá này chấm a đi tiên lượng và chúng ta sẽ lấy theo cái tên nữa, tiên lượng chấm tên. Đây, cái số liệu nó bị sao nhỉ, bị mất hết à, bảng tiên lượng không thấy có dữ liệu gì nhỉ, mọi người xóa đi mất rồi. Mày xóa đi luôn hết nhỉ. Bút. Oh, bút nào. Máy nào. Vâng. Tạ. Xin. Xem phim Tết vào Tết đấy, mình sẽ chạy lại nhé, nó sẽ lên đúng không? Đấy, đơn giá tổng tiền hình như là người update của gì nó bị mất hết nhỉ, buổi trước hình như là nó ok hết rồi mà. Mình đang viết lệnh truy vấn nhá, nên là truy vấn như nào truy vấn thì không ảnh hưởng đến dữ liệu nhé. Là mình viết lệnh thì mình để ý là khi chúng ta chỉ làm cái lệnh để lấy dữ liệu ra ấy, thì làm thế nào nó không bị mất dữ liệu. Thấy chưa? Không có lệnh delete này, không có lệnh update ở trong đấy nhá. Thấy chưa? Thì còn nếu mà có lệnh update hoặc delete chúng ta phải kiểm soát, không là sẽ bị mất hết dữ liệu. Cái đấy là một cái công việc khá là quan trọng là chúng ta phải để ý đấy. Quay lại bằng chào giá này, mất hết rồi này. Đây này, cái chào giá này đúng không? À đây, đổi đơn giá siêu vát. À chúng ta lấy đơn giá siêu vát. Đơn giá siêu vát. À, có số lượng. Cái chủng loại đúng không? Và cái tên lượng. Chấm số lượng. À, đơn giá chưa vát vát đấy chưa, chúng ta có kết quả này. Thế bây giờ ta mới hết được bước 1 rồi đúng không, lấy dữ liệu. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái group, thực hiện group nó. Các bạn sẽ ghi lệnh là group ở dưới này, group, và chúng ta sẽ chọn những trường để group đấy chưa, chọn trường để group. Thì chúng ta đang muốn là group theo hồ sơ thầu để lấy tổng. Được chưa? Để xem là mỗi hồ sơ đấy tổng bao nhiêu tiền đấy. Thì chúng ta chỉ chọn những cái trường của hồ sơ đấy thôi nhá. Của hồ sơ nhá, đây thì có 3 trường thôi này. Hồ sơ này. Được chưa? Nhà thầu này. Là 11 đúng không? Là 11 chúng ta chỉ lấy 3 trường này thôi này. Group by 3 trường này. Nhá, group 3 cho 3 trường này. Nhưng mà nếu mà group 3 3 trường này thì các trường khác các bạn phải comment nó lại, được không? Không dùng đến đâu nhá, không được dùng đến đâu nhá. Nếu để này nó sẽ lỗi này. Đấy chưa? Có nghĩa là select cái gì? Nhá, select cái gì cho mình group. Là tất cả những cái trường ở dưới này. Đấy chưa? Thì nó phải, nó có thể là nằm ở trên này hoặc là không. Nhưng mà trường ở trên này thì bắt buộc phải có ở dưới này thì mới group được. Đấy nhá, nếu mà ở trên này có bằng này trường thì dưới này bắt buộc phải bằng bằng đấy trường, ít tối thiểu là bằng đấy trường thì mới có thể group được. Như này nó mới chạy này. Cái này là một cái kiến thức mà mọi người nó cơ bản thôi nhưng mà nó cũng hay gặp.
rất hay gặp lỗi ở chỗ này. Yeah, tất cả những trường trên này mà mình select ra thì mình phải đưa vào group. Được chưa? Còn nếu mà chúng ta không muốn group thì chúng ta bỏ đi. Bỏ đi dưới này mới bỏ được, đúng không? Dưới này mới bỏ được. Bỏ đây chẳng hạn. Đấy, thì chúng ta mới group được. Được chưa? Như thế này chúng ta đã lấy được cái ID hồ sơ này, đúng không? À, nhà thầu ở này. Nó cũng được một nửa kết quả của hôm trước ở đây. Đây được một nửa kết quả của cái bài hôm trước, đúng chưa? Thì bây giờ chúng ta lấy thêm trường ngày nộp nhá, đúng không? Ngày nộp nữa. Đó, ngày nộp nữa thì chúng ta phải thêm trường đây. À, đâu? À, hồ sơ chấm ngày nộp, thời gian nộp này. À, nếu mà có ở trên này thì chúng ta lại phải đưa vào group dưới này. Đây chưa? Đây thì nó sẽ có đây. Thời gian nộp thì sao? Thời gian nhận. Còn cái câu cuối cùng này là giá, đúng không? Tổng tiền chào giá thì chúng ta chuyển sang phần thêm một cột đây, thêm một cột nhé. Cái cột này chúng ta không cần group by mà chúng ta chỉ cần điền ở bên trên thôi. Đấy, có thể là min max thoải mái nhá. Thì chỗ này đang cần sum đúng không? Sum. Sum theo cái công thức mà hôm nọ chúng ta vừa làm đấy. À, tiên lượng chấm đơn khối lượng này nhân với này đơn giá chưa phát này lại nhân với một cộng đúng không, một cộng với thuế phát. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ được một cái trường nữa là tổng tiền. Nhìn vào đây thì các bạn thấy là viết cách nào hay hơn? Theo các bạn thì viết cách nào hay hơn so với bên này? Bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo là having. Bây giờ bước thứ ba là ở đây anh mới có lấy gói thầu đúng không? Anh lấy tất cả gói thầu thì phải. À, mình thêm một cột nữa là hồ sơ chấm ID gói thầu nhá. Hồ sơ chấm ID gói thầu. Ừ, sẽ gắn xuống đây để group by. À, đây nó chỉ có một gói thôi nó dễ đúng không? Ở đây chỉ có một gói thôi. Nếu mà thêm một gói nữa nó sẽ xuống đây. Anh sẽ thêm một gói nữa nhá. Gói 2 đúng không? Gói 2. Bây giờ anh sẽ vào bảng hồ sơ dự thầu. Anh cho cái báo giá này của gói dự thầu 2 đi. Đây thì mình sẽ thấy là nó hai gói thầu khác nhau đúng không? Hai gói thầu khác nhau. Thì bây giờ mình chỉ lấy muốn gói thầu 1 thôi đúng không? Thì chính mình sẽ sử dụng ID gói thầu. Chà, thì đấy là thì nó gần như là que đúng không? Bạn như thế nó gần như que. Nhưng mà đây chúng ta có thể là thêm những cái khác vào nữa. Đấy chưa? Ví dụ như là chúng ta lấy chỉ lấy ông nào tổng tiền nó lớn hơn lớn hơn 7.000 chẳng hạn đúng không? Đấy. Đúng không? Lớn hơn. Đúng không? Và n nhé. N. Được chưa? Lớn hơn đấy thì nó sẽ gần như là que mà, đúng không? Nó chả khác gì là que cả. Cái having này thì chúng ta giúp cho chúng ta có thể lấy được những cái số liệu nó cần thiết. Ví dụ như các bạn muốn là lấy ông nào mắc đúng không? Hoặc lấy ông nào báo giá cao nhất chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần làm này thôi là chúng ta lấy được mắc, đúng chưa? Được mắc bằng cái này bằng mắc đúng không?
Rất là nhiều cách viết đúng không? Cái mắc này mắc xăm, nhá, mắc của cái xăm này. Cái đấy thì nó không nói thêm nữa. Mà chúng ta chỉ biết là cái having này chúng ta sẽ có cái gần như where thôi. Được chưa? Ở đây chúng ta có thể tìm min từ mắc được nhá. Đúng không? Min này. Được chưa? Thì nó sẽ lấy theo cái chào giá. Được chưa? Nó tìm cái chào giá mà thấp nhất đấy, đó chính là câu hỏi tiếp theo này. Thì ta câu hỏi trước đây, câu 5 này này là bổ sung thông tin chào giá cao nhất và chào giá thấp nhất. À câu này là câu 5 rồi, hiển thị chúng ta là tìm được không sử dụng cái này cũng chưa có. Thế thì anh thêm một cái câu hỏi nữa là chúng ta sẽ lấy là hiển thị các hiển thị giá mắc và giá min được chào giá. Từng hạng mục. Đấy chưa? Thì chúng ta sẽ làm câu này nhé. Thì bạn nhìn đây. Đúng không? Ở đây mình sẽ có mình sẽ giải cái bảng này. Sản phẩm này. Nhà A này. Nhà B này. Nhà C này. Tin này mình sẽ mắc này. Ở đây sản phẩm 1 đó, FP1 FP2 FP3 chỗ nhà này là 5 đúng không? 5 nhà này 10 nhà 15 đấy, tương tự này chỗ đây là 10 5 đúng không? 15 5 15 10 đúng không? Thì lấy min min của tất cả những cái dòng này đúng không, thì nó là 5 đúng chưa. Đấy. FP2 này min thì cũng là 5 này, FP3 min cũng là 5, max thì nó sẽ là đây là 15 này, đây cũng là 15 này, đây cũng 15. Nhưng mà đây nó 20 chẳng hạn đúng không, thì chỗ này nó sẽ là 20. Đấy, bây giờ chúng ta phải trả lời được cái kết quả này. Có nghĩa là mình không quan tâm đến ba nhà này nữa mà mình chỉ quan tâm đến cột này thôi. Đúng không? Chỉ quan tâm đến chỗ này thôi là xem là chào giá min max như thế nào. Được chưa? Đấy thì mọi người viết thử cho mình cái đoạn này nhé, xong thì mình sẽ giải. Đây. Đây mình sẽ viết lại một quy luật lệnh mới nhá. Thì bạn nhìn vào đây, đúng không? Chúng ta đang cần cái chào giá đúng không? À, cái tiên lượng chúng ta sẽ xuất phát từ cái tiên lượng và cái chào giá đúng không, thì nó cũng giống như lúc nãy là chúng ta xuất phát được cái chào giá. Đấy, nhưng mà chúng ta không quan tâm đến hồ sơ nào nữa, chúng ta chỉ cần quan tâm đến chào giá thôi đúng chưa. Còn nếu mà chúng ta muốn quay theo gói thầu thì chúng ta cứ in ROI bình thường, thật ra nó vẫn là cái bài lúc nãy thôi. Thì bây giờ chúng ta in ROI này, in ROI này với gói thầu đúng không? Ở với tiên lượng, ở với tiên lượng, à, tiên lượng, on, đi, bằng cái chào giá, CT nhé, ACG nhé, chào giá chấm ID tiên lượng, đấy chưa? Như này là mình đã lấy được các thông tin ở cột 1, 2 rồi đấy. Đầu tiên là mình lấy tiên lượng này, chấm ID này, tiên lượng chấm tên này. Đấy. Tiên lượng chấm đơn giá này. À đâu, số lượng khối lượng này. Lượng này. Giờ mình mới lấy cái chào giá đúng không? Chào giá thì mình chỉ cần tâm lấy tiền thôi, đúng không? Đơn giá. Chưa phát
Thế đúng không? Thế bát. Được chưa? Đấy là mình lấy được cái bảng dữ liệu rồi nhá. Bây giờ mình lấy min max thôi mà, đúng không? Min max thì mình sẽ group by. Đấy, mình sẽ group by. Thì cái này nó giống nhau mà, đúng không? Đây này, bút này, đúng không? Bên này dụng bút này. Đúng chưa? Nó khác nhau mỗi cái chào giá thôi, đấy, đơn đơn giá này thôi. Đây đây là 10.000 này. Dưới này là 11.000. Đúng chưa? Thì chúng ta sẽ group theo ba cột này. Bây giờ đây là dữ liệu fix cứng này. Bây giờ còn chỗ này là dữ liệu ở những cái nhà chào thầu, là nó là dữ liệu động này. Thì chúng ta chỉ được group theo ba trường này thôi. Nha, chúng ta sẽ group theo ba trường này. Group by. Đấy chưa? Còn hai cột này chúng ta sẽ phải bỏ đi này. Ta đã lấy được tất cả đúng không? Lấy tất cả các chào giá rồi, các tiên lượng để chúng ta xem rồi. Bây giờ ta lấy min lấy max thì các bạn ghi đây, min đúng không? Min. Min chúng ta có công thức như lúc nãy thôi. Đấy, tiên lượng này. Khối lượng đúng không? Nhân với đơn giá này. Nhân với một cộng với quý vát đúng không? Quý vát từ cái chào giá. Chúng ta phải đây. Đấy là lấy min đúng không? Chúng ta thêm cột min đây. Chúng ta có thể add min. Min giá min đúng nếu mà muốn chữ min mà chúng ta viết được nhé, đây nó từ khóa chúng ta cho cái vụ này trong dấu ngoặc này nhá, khi nó là từ khóa mà nha, thì chúng ta phải trong dấu ngoặc. Rồi, mắc này không cái mắc này. Để chúng ta có lấy nhiều cái nữa, trung bình đúng không? Trung bình ATG. Đấy chưa? Thì chúng ta có thể lấy được. Đấy. Chỗ này chúng ta có order by được nhé, order by. Đúng không? Order by. Thì chúng ta phải order theo min thì chúng ta cũng phải order theo cái này. Đấy chưa? À, giảm dần đúng không? Thì chúng ta dùng DSC. Đấy. Nó sẽ giảm dần. Còn mặc định nó sẽ là ASC tăng dần. Đấy chưa? Còn các bạn mà muốn dùng halving đúng không? À, chúng ta vẫn được dùng halving ở phía trên ấy nhé. Rồi bài này. Halving. Halving gì đấy, ví dụ là cái ID cái tiên lượng này mình chỉ lấy mỗi cái sản phẩm này thôi chẳng hạn, mỗi cái bút rồi chẳng hạn. Thì mình có tiên lượng chấm ID bằng 1 chẳng hạn đúng không? Xem lại nhá, mà mình đang lấy tiên lượng chấm ID ID đúng không bằng 1 đúng không? Không có cái bằng 1. Đấy, nếu mà một sản phẩm duy nhất đúng không? Có thỉnh thoảng người ta sẽ hỏi như vậy, hoặc một sản phẩm thôi thì chúng ta cũng phải viết được. Thì bạn cứ nhớ là theo công thức này nhé, công thức này. Đấy chưa? Bước 1 này là select hết dữ liệu ra này, bước 2 lựa chọn những trường để group này, bổ sung những trường mà min max này, bước 3 là having này đúng không, bước 4 là order by. Đấy, nó sẽ thứ tự như vậy. Thì khó nhất có nghĩa là chắc thì cái phần select dữ liệu thôi, vẫn là cái select và inner join là những cái khó nhất. Đấy chưa? Nó phải hình dung được cái dữ liệu người ta mới có thể lấy ra. Thì cái này khả năng là do mọi người là chưa quen với cái database. Đấy chưa? Thì mọi người sẽ cảm giác nó khó lấy một chút. Nhưng cái này bắt buộc là phải học dần. Khó thì chúng ta cũng phải là rèn luyện dần.
Đấy, còn nếu mà bài toán thực tế nó còn khó hơn rất là nhiều so với cái bài toán ví dụ ở đây. Nên là cũng phải cố gắng một chút. Hình dung luôn.